Sáng ngày 30 tháng 11, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường gồm các ông, bà, ông Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Vĩnh Tường, ông Nguyễn Thái Thịnh, trưởng ban pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Đỗ Thị Thanh Hương, trưởng ban văn hóa, xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh và tổ đại biểu số 5, số 6, số 7 Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã có buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Tường khóa 14 với cử tri 12 xã, thị trấn phía nam của huyện Vĩnh Tường. Ông Bùi Quang Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy, thông báo tới cử tri về tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của huyện, nội dung chương trình kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân huyện khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Tường đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện trong năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Tường trước và sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 14. Cử tri 12 xã phía Nam huyện Vĩnh Tường bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng với kết quả, thành tựu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, của huyện trong năm 2022, tiếp tục tin tưởng sự lãnh, chỉ đạo của tỉnh, của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội thời gian tới. Đồng thời kiến nghị những vấn đề liên quan đến nội dung, chi trả trợ cấp với thôn đội trưởng, tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng, di chuyển trạm biến áp gần trường mầm non xã Ngũ Kiên do xuống cấp, đề nghị vuốt dốc các đoạn đường giao thông nội đồng đấu nối với đường tỉnh 304, đề nghị tiếp tục triển khai lắp đặt đồng hồ nước sạch cho nhân dân. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đàm Hữu Khanh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Vĩnh Tường đã giải trình, làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị khác được tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.